Xin kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, bệnh thán thư trên cây cà phê thường phát triển mạnh vào thời điểm mùa mưa. Nếu không kịp thời phòng trị sẽ gây ra tình trạng cây cà phê bị khô cành, khô quả hàng loạt và giảm năng suất chất lượng. Vậy làm thế nào để quản lý dịch hại này? Chuyên mục Chuyện Nhà Nông tuần này sẽ giúp bà con nông dân giải quyết vấn đề trên. Nhưng trước hết mời bà con cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý trong tuần qua. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương vừa phối hợp với công ty Jans, xã Đà Sa, huyện Lạc Dương, tổ chức hội thảo Nông nghiệp không hóa chất, hướng đi mới của huyện Lạc Dương. Nhiều chuyên gia nông nghiệp hữu cơ đến từ Nhật Bản, cùng các doanh nghiệp, nhà nông sản xuất rau tiêu biểu ở Đà Lạt, Lạc Dương, cùng 10 nông hộ liên kết với công ty Jans sản xuất rau không hóa chất ở huyện Lạc Dương đã tham dự hội thảo. Với khí hậu và đất đai được thiên nhiên ưu đãi, ngành nông nghiệp huyện Lạc Dương đến nay đã đạt được những thành tựu đáng kể về quy mô sản xuất, chủng loại, năng suất và chất lượng nông sản, góp phần đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp huyện Lạc Dương cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ như đất đai bạc màu, nguồn nước tưới ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, bùng phát sâu bệnh do sử dụng quá nhiều hóa chất canh tác, phá hủy hệ sinh thái. Bởi vậy, bước đi cần thiết và kịp thời ở huyện Lạc Dương là phát triển nông nghiệp không hóa chất, thúc đẩy chế biến nông sản sau thu hoạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Cùng với một cái xu hướng của người tiêu dùng là rất cần cái sản phẩm mà đảm bảo cho cái an toàn cho cái sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng thấy là đây là một cái bước đi rất khó. Nhưng chúng ta có những cái điều kiện để làm được cái chuyện này. Cho nên là chúng tôi cũng đã được cái sự hỗ trợ của tỉnh, của các sở ban ngành và đặc biệt là các cái công ty doanh nghiệp ở trên địa bàn mà có các chuyên gia Nhật Bản đang đầu tư ở tại địa bàn Lạc Dương. Ở trên cơ sở đó thì chúng tôi quyết định là sẽ cùng nhau để cố gắng để chọn con đường khó nhưng phải làm. Hiện nay Lạc Dương là địa phương đầu tiên trong tỉnh đã thực hiện ký kết giữa chính quyền địa phương, công ty và nông hộ cam kết sản xuất nông nghiệp không hóa chất. Bước đầu có 20 nông hộ tham gia vào mô hình này và hứa hẹn trong tương lai không xa, nông nghiệp không hóa chất sẽ không còn quá xa lạ với người nông dân và thực sự lan tỏa rộng rãi. Cũng trong tuần qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh cây giống nuôi cấy mô trên địa bàn. Theo đó, đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng có 51 cơ sở nuôi cấy mô thực vật với 394 bốc cấy, tập trung nhiều nhất ở địa bàn Đà Lạt, 44 cơ sở, còn lại ở các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Mỗi địa phương có từ 1 đến 3 cơ sở. Tính riêng giống rồng hoa cấy mô, mỗi năm Lâm Đồng sản xuất hơn 45 triệu cây trong 384 bốc cấy. Trong đó gồm 21 cơ sở tư nhân và 13 doanh nghiệp sản xuất gần 40 triệu cây. Hơn 5 triệu cây còn lại là do 12 viện trường sản xuất theo các dự án đề tài nghiên cứu khoa học. Hàng năm các loại giống rồng hoa cấy mô đã và đang đưa vào sản xuất hiệu quả ở Lâm Đồng như khoai tây gần 500.000 cây, dâu tây 720.000 cây, hoa cúc hơn 12,5 triệu cây, đồng tiền gần 5,4 triệu cây, hoa lan các loại 5 triệu cây, cẩm chướng 4,5 triệu cây. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 407 về việc công nhận vườn cây bơ đầu dòng của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Tiến Đạt. Địa chỉ: khu đồi tàu, thôn 9, xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể như sau: loại giống cây bơ Pinkerton, Zutano, Red, Hass, tên khoa học là Percy Americana Mill. Địa chỉ nguồn giống: khu đồi tàu, thôn 9, xã Hòa Trung, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian trồng: năm 2013. Diện tích vườn: 10.000 m2. Số lượng cây đầu dòng: 179 cây. Tổng mức vật liệu nhân giống tối đa cho phép khai thác: hơn 99.000 chồi một năm. Giấy công nhận có giá trị đến ngày 24 tháng 7 năm 2023, tức là 5 năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Di Linh hướng dẫn việc khai thác và sử dụng nguồn giống vườn cây đầu dòng. Thưa bà con và các bạn, quản lý bệnh thán thư hiệu quả thì sẽ giúp vườn cà phê ổn định được năng suất và chất lượng. Vậy phải làm như thế nào? Mời bà con cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Bệnh thán thư hay còn gọi là khô cành khô quả do nấm Coleoptrichum gây ra.
là một trong những dịch bệnh nguy hại rất nghiêm trọng đối với cây cà phê, nhất là vào mùa mưa. Do đó, nếu chúng ta không có biện pháp phòng trừ bệnh này, thì cây cà phê sẽ cho năng suất kém và phát triển không hiệu quả. Anh Nguyễn Văn Dũng ở xã Hòa Trung, huyện Di Linh, canh tác 2 hectare cây cà phê, cũng như nhiều bà con nông dân khác trong vùng, anh rất chú trọng đến việc phòng chống dịch hại cho cà phê. Tuy nhiên, sau một thời gian cây cà phê phát triển xanh tốt, khỏe mạnh, thì cứ đến mùa mưa lại xuất hiện hiện tượng khô cành, khô trái. Mặc dù gia đình đã dùng nhiều biện pháp khắc phục, nhưng vườn cà phê vẫn bị bệnh. Thì bây giờ mùa này mưa nhiều thì thường thường xuất hiện những cái bệnh mà khô cành, khô quả, rồi thán thư gì. Đó là những cái bệnh này là mưa xuống là nó gây rụng quả rất nhiều, mà hư hại cây cà phê. Đối với người nông dân là lo lắng nhất là những cái bệnh này. Cũng như anh Dũng, chị Đỗ Thị Yến cũng ở xã Hòa Trung, huyện Di Linh, luôn trăn trở với các loại dịch hại trên vườn. Vào mùa mưa, các loại dịch hại tấn công mạnh, đặc biệt là đối tượng gây khô cành, khô quả. Vào mùa mưa thì bệnh rụng trái rất là nhiều, rồi bệnh thán thư, rồi dị sát. Nói chung là chúng tôi làm vườn thì có nhiều những cái loại bệnh ấy thì như bản thân chúng tôi thì không có biết nhiều. Loại bệnh này tấn công vào giai đoạn trái thành thục 6 đến 7 tháng, tại vị trí gần cuốn trái hoặc tại điểm tiếp xúc giữa hai trái với nhau. Vết bệnh là những đốm nâu lõm vào phần vỏ trái có kích thước và hình thù khác nhau, rồi ăn sâu vào trong nhân làm trái bị thối, khô đen và rụng sớm. Đối với trên cành, ban đầu vết bệnh chỉ là những đốm nhỏ màu nâu hơi lõm xuống ở những đốt giữa cành, sau lan rộng hết chiều dài của đốt. Bệnh thường tấn công những cành nhỏ đang hóa gỗ, nếu nặng có thể gây hại cả những cành lớn và thân cây. Chỗ bị bệnh chuyển thành màu nâu đen, làm lá bị rụng, cành bị khô rồi chết. Để hạn chế tác hại của bệnh, trước hết bà con không nên trồng cà phê quá dày, thường xuyên cắt tỉa những cành bị sâu bệnh, cành nằm sâu trong tán lá, không có khả năng cho trái. Tỉa bớt cây che bóng trong mùa mưa để vườn cà phê luôn thông thoáng, khô ráo, hạn chế sự phát sinh, phát triển, lây lan và gây hại của nấm bệnh. Phải bón phân đầy đủ và cân đối giữa đạm, lân và kali. Ngoài ra, các biện pháp hóa học cũng cần được cân nhắc cẩn thận. Đối với cái bệnh thán thư này thì cái việc biện pháp quản lý thì tôi nghĩ rằng nó cũng không quá khó. Đối với cái bệnh thán thư do nấm bệnh Colletotrichumnega ra thì bà con chúng ta nên lưu ý một vấn đề là sau khi thu hoạch của vụ trước đó, bà con chúng ta nên cắt tỉa cành trong vườn cây của mình để tạo cái điều kiện thông thoáng. Thì khi mà cái điều kiện vườn cây thông thoáng thì nó sẽ giảm rất là lớn cái áp lực gây hại của cái loại nấm gây hại quan trọng này. Về cái vấn đề mà xử lý thuốc bảo vệ thực vật thì tôi nghĩ rằng là nó cũng tương đối đơn giản. Đối với cái bệnh thán thư thì hiện nay bà con chúng ta hay sử dụng hai cái sản phẩm có thể luân phiên với nhau trong cái quản lý cái đối tượng này, đó là cái tiên super và cái sản phẩm thứ hai đó là cái amistatop. Thì hai sản phẩm này đều có cái công dụng là rất là đặc trị thán thư. Bên cạnh cái đặc trị thán thư ra thì nó còn có thể kiểm soát luôn cái bệnh rỉ sắt gây hại trên cái bộ lá cũng như là nấm hồng, nó cũng có thể kiểm soát được tại vì đây là hai cái sản phẩm có phổ tác động khá là rộng. Đối với liều dùng thì bà con chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm T-Super cũng như là Amistatop với cái liều là khoảng 150ml cho 200 lít nước. Và cứ như vậy bà con cứ phun đều cho cái bộ lá của cái cây cà phê của chúng ta. Đối với những cái vườn mà bị gây hại nặng với cái áp lực bệnh quá cao thì bà con chúng ta có thể phun kép. Phun kép ở đây có nghĩa là sau khi chúng ta phun lần một thì sau đó thì khoảng một tuần cho tới hai tuần bà con có thể phun lặp lại một lần nữa để bảo đảm cho cái mầm bệnh nó có thể bị tiêu diệt một cách triệt để. Áp dụng đúng và đầy đủ các biện pháp canh tác hóa học sẽ giúp bà con nông dân hạn chế được tình trạng dịch bệnh tấn công. Như ở khu vườn này, mặc dù cây cà phê đã 25 năm tuổi nhưng vẫn phát triển tốt. Bình quân mỗi năm năng suất đạt từ 5 đến 6 tấn một hecta. Thì qua cái thời gian sử dụng thì sàng lọc được, tôi cảm thấy sàng lọc được là cái về vấn đề trị về cái bệnh thán thư. Đầu mùa và chống đụng cháy non á thì tôi dùng coi là tốt. Thì mình để mình phun phòng được cái tình trạng trước khi dùng tốt ấy mà quả còn non á thì tôi cộng thêm một số coi là phân, cộng thêm phân bón lá, bổ sung một số nguyên tố vi lượng, đa vi lượng cho cây và kèm theo bón phân và tưới nước. Còn cái thứ hai nữa thì vào cái thời kỳ mà mưa nhiều, ẩm thấp thì tôi dùng tim. Tin thì mình phun phòng, thì mình phun với nồng độ nhẹ hơn. Còn nếu như mà một khi bệnh đã phát hiện mà thời tiết bất lợi mà
mà bệnh nó tái phát, bệnh nó bùng phát á, thì mình phải nâng cái nồng độ của nó lên thì để mình dập cho nó nhanh. Cũng như vậy, chị Vũ Thị Mai Hoa có canh tác 2 hectare cà phê từ 24 năm trước, luôn đạt năng suất bình quân 5 tấn một hectare. Với chị, để tiết giảm thời gian chăm sóc vườn nhưng vẫn phải đảm bảo cây trồng phát triển tốt là ưu tiên số 1. Chính vì vậy, chị luôn coi trọng công tác thăm đồng và kịp thời ngăn chặn những dịch hại có thể phát sinh trên vườn. Như thời gian này mưa nhiều như thế này thì thường hay xuất hiện là bệnh thán thư, tỉ sắt. Và nấm hồng thì cũng có ít, và thường là gia đình chị đã áp dụng phòng trừ cái hai loại thuốc, đó là Amitatox đợt đầu khi trái còn nhỏ đầu đinh, để phòng trừ bệnh rụng trái và khô cành khô quả, và như cái thời gian này trái đã to thì chị dùng vào Tinsupe để cho nó phòng trừ rụng trái cũng như là chắc nhân chắc quả. Điểm chung của tất cả những khu vườn thành công này chính là việc lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật. Các sản phẩm được họ tin tưởng lựa chọn là Syngenta. Có người thì mới sử dụng từ 3 đến 4 năm nay, có người lại gắn bó với nhãn hiệu này hơn 20 năm trời. Và phương pháp 4 đúng theo khuyến cáo vẫn luôn được người nông dân áp dụng đầy đủ. Kể cả nếu như mình dùng đúng, tức là mình là người nông dân thật, nhưng mà coi là qua cái quá trình coi là được hội thảo á, thì mình cũng hiểu được coi là phương pháp sử dụng coi là thuốc bảo vệ thực vật bốn đúng ở trong phương pháp bảo vệ thuốc bảo vệ thực vật. Thì mình cái đầu tiên là mình phải coi là thăm vườn cho nó phát hiện bệnh sớm, để mình biết nó là bệnh gì, để mình mua thuốc đúng bệnh. Đúng bệnh và mình phun cho nó đúng lúc. Đúng lúc và mình phun đúng cách và đúng liều lượng. Đối mặt với dịch bệnh luôn là nỗi lo lắng của bà con nông dân. Làm sao để kiểm soát tốt dịch bệnh, gia tăng năng suất là trăn trở thường trực của mỗi người trồng cà phê. Thế nhưng điều đó không quá khó đối với những người nông dân này. Có đầu tư, ắt có kết quả, và thành quả đạt được chính là phần thưởng cho mọi sự cố gắng khó nhọc của người nông dân trong suốt một năm ròng, giúp họ có thêm niềm tin vào những loài nông sản do chính bàn tay họ tạo ra. Chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.